Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ngọc Khánh chuyên Lobo. Thưa các bạn, thông thường thì các bạn rất ít khi thấy tôi review những cặp loa ở tầm thấp thấp, cặp loa rẻ rẻ. Không phải là vì tôi không có, mà là chẳng qua là tôi không thích. Tôi vẫn thích review những cặp loa đắt tiền, những cặp loa đẹp, những cặp loa hiếm. Còn những cặp loa phổ thông, những cặp loa thông thường thì các bạn thấy rằng tôi rất ít khi tôi làm những video review về nó. Tuy nhiên hôm nay lại là một cái trường hợp ngoại lệ. Ngoại lệ bởi vì sao? Bởi vì hôm nay tôi có nhận khui một lô hàng có một vài đôi loa 301 Series 2. Đấy, các bạn biết là cái 301 Series 2 là một đôi loa rất là rẻ. Đấy. Nó chỉ có cái giá là 7 triệu thôi. Thế nhưng mà nó lại, cái lô hàng hôm nay tôi nhận nó lại rất đẹp, nó lại rất xuất sắc. Đến mức độ mà tôi rất ít khi tôi review những cặp loa rẻ mà hôm nay tôi lại phải làm một video review về nó. Như các bạn nhìn thấy sau lưng tôi, tất cả đều đẹp, tôi nhặt ngẫu nhiên ra một đôi. Thì chúng ta hãy xem xét, vậy thì một đôi loa 301 Series 2 nó như thế nào mà lại tôi lại phải làm một video review về nó, mặc dù cái mức giá nó chỉ có 7 triệu đồng thôi. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem xét. Trước hết chúng ta vẫn như thông lệ xem xét về bên ngoài. Bên ngoài đã. Ngay ở trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là hai dòng chữ bâu cực kỳ lớn. Đây là tem zin của nó nhá. Tem zin luôn. Màu sơn vẫn còn trắng, vẫn còn sáng. Thông thường ấy thì những cặp loa nằm, những cặp loa này mà ở những cái vị trí, cái thời tiết nó không được tốt thì cái dòng chữ bâu này nó sẽ ngả màu, nó vàng đi. Thế nhưng cái dòng chữ này thì nó vẫn còn sáng lắm. Lại gần một chút nữa, chúng ta sẽ thấy dòng chữ Music Monitor. Ồ, như vậy là cặp loa này theo như mọi người đồn thổi thì nó là loa kiểm âm. Rồi xong. Như vậy về bên ngoài chúng ta có thể nói rằng trước hết là cái bộ căng nó rất là đẹp đã. Bây giờ chúng ta xem xét đến góc cạnh thùng. Chỗ này nó hơi bẩn nhá, chứ không phải nó làm sao đâu. Nó có cái gì trắng trắng này. Góc cạnh thùng chúng ta vẫn như thông lệ quan sát thấy cái đường khớp ghép ở đây nó vẫn rất là khít. Rất khít. Bên dưới cũng vậy. Ngon luôn. Các bạn thấy là cái góc cạnh thùng nó vẫn rất là khít nhé. Bên này cũng thế này. Và tất nhiên với một cái góc khít như vậy thì bên ngoài thùng vuông thành sắc cạnh cả đằng trước lẫn đằng sau. Có thể nói rằng tuyệt hảo. Cái tem này bồng. Có lẽ là mai tôi sẽ phải dán lại. Cho nó một tí keo vào đây dán lại cho nó im. Còn cái tem ở dưới có bong nhỉ? Không. Không bong. Đây là một cặp loa trùng đôi. Đấy, các bạn thấy rằng một chiếc là mang số Series 193300. Một chiếc là mang số Series 193150. Như vậy chênh lệch nhau 150 chiếc. Bên ngoài như thế này thì theo tôi nghĩ là ngon rồi. Đấy, với một cặp loa được sản xuất từ những năm 80 của thế kỷ trước mà nó được như thế này thì tôi thấy rằng là một cái sự xuất sắc, là một cái sự đặc biệt đáng để chúng ta ngồi xem video. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bóc cái e-căng này ra. Các bạn lưu ý là bộ e-căng này là bộ e-căng zin, vải vẫn là vải zin của nó. Thế nhưng mà nó chưa có một vết sờn, chưa một vết thủng.
Loa lòng xanh. Như vậy đây là một cặp loa dùng cho thị trường Nhật, cho nên cái lòng của nó màu xanh. Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình thì cái lòng màu xanh của nó còn rất mới, rất đậm màu. Với Ngọc Khánh thì các bạn lưu ý là tôi nói không với tất cả các loại dung dịch bảo dưỡng màng loa hoặc là nhuộm sơn màng loa, là tôi rất dị ứng với cái đó, nó làm sai chất âm của loa đi. Thế cho nên nó xấu thì nó xấu mà nó đẹp thì nó đẹp. Không bao giờ chúng ta chấp nhận nhuộm cái màng này hay là sơn cái màng này hay là bảo dưỡng. Tôi thấy mấy hôm nay trên thị trường, trên TikTok rồi trên Facebook quảng cáo cái loại keo dưỡng màng loa. Nói thật với các bạn là đấy là một điều bậy bạ. Các bạn bôi cái keo dưỡng màng loa ấy vào ấy, sẽ làm cái màng loa này nó nặng hơn bình thường. Thế cho nên là nó sẽ có cái hiện tượng mà dịch ra tiếng Việt nó gọi là dao động theo quán tính. Thế còn từ nguyên nghĩa của nó là breed up. Đấy. Tức là nó nặng hơn bình thường cho nó dao động, bị dao động theo quán tính, dao động thừa, dẫn đến cái bát chúng ta nghe nó bùng nhùng. Thế nên tôi rất dị ứng với tất cả những cái hình thức phun màng, sơn màng hay nhuộm màng hay là bôi keo dưỡng màng loa. Thì với cái màu zin của nó thế mà nó lại đậm màu như thế này. Đấy. Thì phải nói rằng đôi loa này được giữ gìn trong một môi trường cực kỳ tốt, cực kỳ xuất sắc. Và cái điều đặc biệt hơn nữa để minh chứng cho người, cho cái việc người chủ trước người ta giữ gìn, đó là cái gân này vẫn còn zin. Gân này vẫn còn zin nhé các bạn nhé. Đấy. Với 301 series 2 thì những cái cặp gân zin mà còn dùng được tốt thì thực sự là rất hiếm hoi. Rất rất hiếm hoi. Chính vì vậy mà tôi mới phải làm video về nó là vì thế. Ở đây chúng ta quan sát thấy cái rốn đặc trưng của 301 series 2, đó là cái viền keo này nó rất to mà trông nó nhôm nham nhem nhem. Nó nhom nhem lắm. Loa xịn thì trông nó lại rất là dởm. Thế còn loa dởm thì trông nó lại rất là nét. Cái bát loa dưới cũng vậy, cũng ở trong tình trạng cực kỳ đẹp, cực kỳ xuất sắc. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy một cặp 301 series 2 đẹp như thế này. Với bộ loa tép cũng không có gì phải chê bai. Thậm chí rằng cái ốc ở đuôi loa tép này, nhiều cặp 301 series 3 ra đời sau nhưng cũng không thể bằng nó được. Nó còn chưa cả chớm gì cơ. Màng loa tép vẫn là màng zin tuyệt vời. Chiếc sau cũng vậy. Chiếc ở dưới loa tép cũng vậy. Rất đẹp, rất xuất sắc. Ở đây có một điểm chúng ta lưu ý một chút. Đó là với 301 series 2 monitor hàng xuất Nhật, xuất cho thị trường Nhật như cặp loa này, thì thông thường là nó có bóng. Thế còn cũng có một cái đời nó không có bóng. Tuy nhiên cái bóng của dòng này ấy, thì nó lại khác với cái bóng thông thường một chút. Nếu như ở những cặp loa 301 series 3 hoặc là 4.2 có một cái bóng để bảo vệ loa tép, thế còn loa bát là đi thẳng, thì ở dòng này cái bóng của nó lại là bóng bảo vệ cả loa bát lẫn loa tép, bảo vệ tất luôn. Tất nhiên là cái bóng đó nó khác với cái bóng của cái bọn kia một chút, nó khác một chút. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Mà tôi sẽ có lẽ là để một cái video ngày mai tôi sẽ mổ xẻ một cái cặp loa như thế này ra để các bạn chiêm ngưỡng ở bên trong. Thế ở đây tôi chỉ nhấn mạnh lại là cái bóng của dòng này nó được thiết kế khác với những cái bóng của 301 và 4.2 thông thường. Nên là nó bảo vệ cả loa bát lẫn loa tép. Có lẽ cũng chính vì vậy mà độ bền của cái dòng 301 series 2, dòng Music Monitor này, nó được bền hơn
so với những cái 301 Series 2 thông thường một chút. Điển hình là tôi thấy rằng ba tép vẫn nguyên, vẫn hoạt động tốt. Đấy, cũng chưa có cái nào đứt, cái nào cháy cả. Đấy. Thì tôi thấy như thế là tuyệt vời. Thì hiện nay thì 301 Series 2 Music Monitor thì Ngọc Khánh đang bán ra với giá là 7 triệu đồng cho một cặp loa đẹp như thế này. Các bạn có nhu cầu xin mời liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.